Theo thống kê, mưa lũ mấy ngày qua làm 13 người chết, 3 người bị thương, gần 100 ngôi nhà bị sập đổ, hư hỏng. Mưa lũ cũng khiến hơn 18.700 gia súc, gia cầm ở các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định bị chết. Hàng trăm km đường giao thông nông thôn, kênh mương thủy lợi bị sạt lở, hư hại. Do nước lên nhanh nên hầu hết nông sản, phân bón, gia súc, gia cầm của bà con bị ngập và bị cuốn trôi. Dự báo các tỉnh miền Trung sẽ có mưa lớn trở lại trong tuần này. Do vậy, các cơ quan chức năng cùng người dân cần hết sức chủ động đề phòng lũ chống lũ. Đến nay, các hồ thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã giảm lưu lượng xả lũ để hạn chế ngập lụt trên diện rộng. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh tiếp tục có công điện đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, thông tin vận hành, điều tiết các hồ chứa để người dân chủ động ứng phó.